Rồi trước khi tiếp tục, tôi xin cảm ơn đã nhận được tác phẩm Xoay theo dòng đời của nhà văn Ngô Thanh Huấn và một cái thiệp mời để tham dự lễ ra mắt sách. Đây là câu chuyện tâm sự của một người lính trước, trong và sau cuộc chiến. Tuyệt vời, xin ân cần giới thiệu với khán giả và cảm ơn ông Huấn. Rồi nhận được cái thơ đẹp lắm, quý vị nhìn thấy cái thơ đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy cái thơ đẹp như thế này. Đây là đẹp quá mà không muốn mở. Đó là thơ của cô Hoàng Hương ở France, ở Pháp, đúng là dân Tây. Cô này ở Bordeaux. Rất hay. Dân Tây là elegant, vì đây là cô. Xin cảm ơn cô Hương. Rồi còn nhiều nữa mà chúng tôi không có đem hết. Và trong cái thơ của tác giả Nguyễn Thanh Huấn thì ông ấy nói hay lắm. Ông nói rằng không có cái gì hay cho bằng nói đến cái tâm sự đời lính, yêu quê hương, yêu dân tộc và quên thân mình. Tôi chỉ thích câu đó. Rồi cái bản tin hôm nay chúng ta có tin gì hay lắm. Hôm nay là một cái ngày, có thể nói rằng tuần vừa rồi là một cái tuần tuyệt vời của cộng đồng người Việt, của Dương Đại Hải và của cộng đồng Hoa Kỳ, của Tổng thống Donald Trump. Hôm chủ nhật vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã đọc một bài diễn văn ở ngay tòa Bạch Cung, trong cái phòng gọi là phòng tiếp đón ngoại giao. Tất cả những buổi lễ tiếp đón ngoại giao đoàn ở miền Tây, phía Tây của tòa Bạch Cung, Tổng thống Donald Trump đã đọc một bài diễn văn rõng rạc tuyên bố với thế giới và nhân dân Hoa Kỳ: tên trùm khủng bố tạo nên nhà nước Ả Rập Hồi giáo khủng bố, giết người không gấm tay, chuyên đem người ra chặt cổ trước máy truyền hình thế giới, hiếp dâm đàn bà, phụ nữ, con gái, giết những người không phải là đạo Hồi và tàn sát những cái sắc dân mà không thuộc về Hồi giáo của Islamic People. Đó là tên Abadi. Tên Abadi này đã bị hạ sát trong đêm thứ Bảy rạng chủ nhật vừa qua ở cái thành phố gọi là thành phố Idlib ở miền Bắc của Syria và Turkey và bên Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cái xào huyệt của cái tên này từ lâu nay. Và Tổng thống Donald Trump đã đọc diễn văn cảm ơn Nga là một, Thổ Nhĩ Kỳ là hai, Iraq là ba và Syria là bốn. Đồng thời các sắc thân dân gọi là Kurdish people, là những người Kurd mà lâu nay tranh đấu bên cạnh Hoa Kỳ. Thì tại sao là có cái màn mà Tổng thống là phải cảm ơn nước Nga? Là vì trong cái chữ giết được cái tên này có sự công tác của người Nga. Vì quý vị biết rằng là Nga là lâu nay vẫn chiếm nước Syria, toàn quyền về Syria. Và sao huyệt của cái tự khủng bố, nếu không muốn nói một cách trắng trợn, Nga biết mà nó che giấu, nhưng mà nó vẫn chống lại Hoa Kỳ. Rồi Syria thì công khai chống Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ lại là một vấn đề bề ngoài là đồng minh của Hoa Kỳ. Tại sao vậy? Hoa Kỳ nuôi dân Thổ Nhĩ Kỳ ở trong khối NATO, Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Tôi đã thưa với quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia Hồi giáo duy nhất là thành viên của NATO. Bởi vậy cho nên vẫn có sự liên hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. Quý vị nhớ cách đây 2 năm về trước, 3 năm về trước, một tên mục sư của người Mỹ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt. Nhưng mà Obama là dân Hồi giáo, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ nó không thả và Obama cũng không can thiệp. Đến lúc Tổng thống Donald Trump lên chấp chính, 6 tháng sau, ông mục sư được thả về. Và bây giờ mục sư đó là một người cố vấn tinh thần về tâm linh cho Tổng thống Donald Trump. Vì vậy cho nên 2 tuần trước, quý vị nhớ, Tổng thống Donald Trump sau khi tuyên bố
rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Syria. Và cái vùng Kurd, dân chủ có, cộng hòa có, chỉ trích Tổng thống Donald Trump đem con bỏ chợ. Sau đó Tổng thống đã cử Mike Pence, Phó Tổng thống, Mike Pompeo, Bộ trưởng Ngoại giao, qua họp với Erdogan, trở về được 3 ngày, có cuộc hành quân để mà giết al-Baghdadi, lãnh tụ của khối Hồi giáo ISIS. Kết quả đêm thứ Bảy vừa rồi, dạng sáng Chủ nhật, nó đã bị giết cùng với 3 đứa con trai bằng cách nó tự sát, khi một đoàn quân của Mỹ gồm có một lượng đặc biệt, cái nhóm lực lượng đặc biệt vào khoảng độ vài chục người với 6 chiếc phi cơ trực thăng chứ không phải là 8 chiếc. Có lắm đài dịch sai nói là 8 chiếc, chỉ có 6 chiếc mà thôi. Tấn công vào Sao Huyệt là vì sau khi mà cái tên Al-Baghdadi này lâu nay là nó trốn trôi trốn nhũi vì quân đội Mỹ tạo thành 24 trên 24, và bây giờ nghe Donald Trump rút quân ra, nó khỏe quá, công khai ra khỏi Sao Huyệt. Vì thế mà đã nhận diện và đã có tin tình báo cho biết cái nơi ở của hắn. Và đêm vừa rồi, sau khi bị lính Mỹ hành quân tới, thì hắn chạy vào trong đường hầm để trú ẩn. Thì quân Mỹ cho chó đuổi theo, nó sợ quá, lôi thêm 3 đứa con trai chạy vào đường hầm bí mật, rồi cũng bị chó đánh hơi vào cắn, cho nên cuối cùng nó đã cho nổ bom tự sát, bùng, chết cả 4 cha con. Kết thúc một cái màn khủng bố mà lâu nay Mỹ treo giải thưởng 25 triệu đô la để mà giết cái tên ở Bali này. Đấy là một cái ơn đặc biệt, cho nên Tổng thống đã đọc diễn văn cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn quân đội Hoa Kỳ, cảm ơn quân đội đồng minh Nga, Syria, Iraq và Kurd. Trước niềm vui tin của Tổng thống Donald Trump với dân tộc Hoa Kỳ, Dương Đại xin chia mừng với đất nước Mỹ, nơi đã cưu mang 3 triệu người, 2 triệu người dân Việt Nam suốt 45 năm qua. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.